Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 777, một dòng xe khung nhôm đến từ thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam, một thương hiệu gọi là quốc dân trong dòng xe đạp thể thao. Hôm nay về một chiếc địa hình mang model ATX 777 khung nhôm Alux và được sử dụng bộ gọi đề chuyển động Shimano Asia bánh 26 inch. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên bản nguyên chiếc chính hãng. Hôm nay thì em về một chiếc size XS dành cho những bác có chiều cao từ khoảng 1m50 trở lên. Vậy thì lát nữa em sẽ có một đoạn đo xe đo size sau. Bây giờ đi vào phần khung của chiếc xe trước. Thì chiếc xe được sử dụng một bộ khung nhôm sử dụng công nghệ Alux, công nghệ độc quyền của Gian này. Công nghệ nước sơn toàn bộ là nguyên bản hết, mang về tông màu đen xanh kẻ chỉ cam, cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. Khung các thứ là còn rất là mới các bác nhé, các bác nhìn trên hình tự đánh giá hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn tương đối là đẹp. Sử dụng full bộ chuyển động của Shimano Asia, 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bánh lốp nguyên bản theo xe hết, Mayo Shimano. Lốp 26 inch. Trên ghi đông thì cũng được trang bị bộ tay bấm xả Shimano Asia này, hai bên cụm phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe. Bánh trước cũng Shimano, máy Shimano, bánh Gian nguyên bản không gì. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe có size cho các bác từ 1m55 đến 1m65 thì phù hợp. Chuyển động full Asia với 9 lít 3 đĩa. Đó, chuyển động cực kỳ mượt mà, các bác nhìn trên hình. Xuống vẫn còn rất là ngon này. Nhẹ nhàng đi bài. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.